À, thêm một cái công cụ nữa để cho các bạn vẽ nhiều khung. Bây giờ là mình không phải là vẽ một rồi mình edit, tab and repeat để mình nhân lên nữa, mà mình sẽ vẽ một lần nhiều khung luôn. Trong InDesign mấy phần mềm khác thì không làm được, nhưng mà InDesign nó có công cụ này. Các bạn chỉ cần chọn công cụ vẽ hình, khung text đều được. Sau đó mình sẽ vẽ khung kết hợp với mấy phím mũi tên. Vậy là nó sẽ thêm dòng, thêm cột. Phím Ctrl cộng với phím mũi tên, nó sẽ cho phép mình chỉnh khoảng cách giữa các cái cột. Rồi sau đó các bạn lay hình vô và mình dùng mấy cái lệnh Object Fitting để mình chỉnh. Nha, kết hợp với thằng Wrap Tool để mình chỉnh nè. Vậy thì giờ ở đây thầy sẽ thử cho các bạn xem. Thầy xuống dưới này, thầy lấy cái hình chữ nhật này các bạn, thầy vẽ. Vẽ một cái. Thấy không? Và các bạn dùng mũi tên này, mũi tên lên. Lên, bấm cái. Bấm cái. Đó, vậy là các bạn có 3 dòng rồi, 4 dòng, 5 dòng, 6 dòng. Mũi tên qua phải, qua phải, qua phải, qua phải. Cứ mỗi lần mình bấm cái là thêm dòng. Thế mình bấm mũi tên qua trái nó giảm xuống. Bấm mũi tên xuống nó giảm xuống. Được chưa các bạn? Rất là nhanh ha. Bây giờ chỉnh khoảng cách. Thay vì là mình bấm mũi tên thôi thì mình đè Ctrl. Nhớ là chuột các bạn vẫn phải giữ nha. Đè Ctrl với mũi tên qua trái. Mũi tên qua phải. Mũi tên xuống nè. Đó. Vậy là chúng ta đã được các cái khung rồi. Các cái khung rồi, thấy không? Đó, bây giờ chúng ta chèn hình vô thoải mái. Được bạn, tương tự các bạn có cái hình ellipse vẽ nè, đừng buông chuột ra nha. Các bạn mũi tên qua phải, qua phải. Đó, mũi tên lên, mũi tên lên. Ctrl với mũi tên qua phải, Ctrl với mũi tên qua trái. Ctrl với mũi tên xuống để chỉnh khoảng cách. Nhanh không các bạn? Đây thêm cái nữa ha, hình đa giác cũng vậy. Và dĩ nhiên khung hình bên đây cũng được luôn nha. Đó, anh vẽ nè. Đó. Thậm chí các bạn nói là mình khỏi dùng Tab and Repeat. Được luôn nha, được luôn các bạn, không sao hết. Nha, tuy nhiên có nhiều công cụ để mình thuận tiện trong quá trình mình làm việc thôi. Đó. Ví dụ thầy vẽ ra những cái khung như thế. Thầy chọn thì dời đi nè các bạn. Chọn dời đi ha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đấy, như thế là chúng ta sẽ có thêm một cái kiểu để chúng ta trình bày. Để chúng ta trình bày. Được chưa nè? Rồi. Đó là các công cụ. Vậy là mình có công cụ rất là đặc biệt. Đó là mình vẽ, mình đừng buông chuột ra. Sau đó kết hợp với các cái phím mũi tên. Là chúng ta sẽ vẽ lần được nhiều dòng, nhiều cột. Khỏi cần phải dùng lệnh Edit, Tab and Repeat. Được các bạn? Được không? Nói im ru luôn á. Xong. Như thế là các bạn đã có được cái kiểu trình bày. Bây giờ mình quay lại cái bài lab của mình xem yêu cầu bài lab là làm cái gì. Nha, yêu cầu bài lab là làm cái gì? Lab số 2. Lab số 2 nè các bạn. Đó, bài này nhìn thì nó 4 trang rất là hoành tráng, tuy nhiên thật ra nó không có nhiều. Ví dụ trang bên trái nè các bạn. Đó, các bạn bỏ cái hình vô, các bạn ghi vài cái chữ được một trang rồi nha. Trang bên phải nè. Trang bên phải này thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều khung hình. Rất là nhiều khung hình thầy tính được nè. Thầy tính được là anh này bên này là 2 cột. Hai này là 4 cột. Với anh này nữa là... Anh này thì nó lớn hơn đi. Lớn hơn đi là cho nó chiếm khoảng 3 cột. 2 cột thì hơi nhỏ hả? 2 cột cũng được nha, thậm chí các bạn 3 cột cũng được. Thì đây 2, 4, 6 đi. Ở đây là 2 dòng nè, 4 dòng, 6 dòng. Đó, vậy là toàn bộ cái trang lớn của các bạn là có 6 dòng và 6 cột. Vậy thì tài liệu này các bạn sẽ tạo một cái trang tài liệu khổ A4 File New Document. Tạo cho thầy một cái trang tài liệu khổ A4 Print nè. A4 nè, trang giấy nằm ngang nè, đổi đơn vị đo sang mm. Riêng cái lệ các bạn, cái mặt xin đó, các bạn cho thầy nhỏ thôi, khoảng 8 mm. Nó bật cái tỷ lệ lên cho nó đều nha. Rồi lúc này các bạn sẽ cho số trang, nhớ bật facing page lên. Cho số trang ở đây cho thầy cỡ 10 trang đi, ok.
Tại sao 10 trang trong khi tài liệu người ta cần có 4? Lý do là trang đầu với trang cuối là hai trang bìa rồi. Vậy thì các bạn sẽ làm từ trang 2 trở đi. Nha, hai trang bìa khỏi làm. Đó. Ví dụ đây trang này nè các bạn, trang này có một cái hình thì khỏi phải bàn rồi ha. Còn bên đây là có 6 dòng 6 cột cho nên là thầy sẽ dùng cái công cụ hình chữ nhật. Đó, thầy đặt ngay góc trên nè. Thầy kéo xuống góc bên dưới không buông chuột. Mũi tên lên trên hai dòng nè. Mũi tên cái nữa 3 dòng, mũi tên cái nữa 4 dòng, mũi tên cái nữa 5 dòng, mũi tên cái nữa 6 dòng. Rồi qua phải cũng vậy, 2 3 4 5 6. Cái khoảng cách nó thưa các bạn dùng Ctrl với mũi tên cho nó gần lại, Ctrl với mũi tên xuống cho nó gần lại. Rồi. Như thế là nó đã đều nhau rồi. Bây giờ thầy sẽ thấy là bốn cái ô này nè, thầy sẽ gom lại thành một để thầy bỏ một cái hình. Nha, bốn ô này bỏ cái hình, bốn ô tiếp theo bỏ cái hình, còn bên dưới là bỏ từng hình riêng biệt. Nha, vậy thì thầy sẽ xử lý nè các bạn, bốn hình này xóa đi. Bốn cái hình này mà mình muốn cho nó cộng lại được á thì các bạn phải xóa bớt. Thầy sẽ xóa bớt cái khung này ha, xóa bớt khung này. Còn khung này mình đặt chỏ ngay góc dưới này, mình nắm một kéo đó, đụng nhau nó sẽ hiện cái màu xanh xanh đó các bạn. Vậy là ok rồi, chọn cái đường viền xóa đi, là một khung, được chưa? Đó, tương tự mình lấy hai anh đối xứng nhau mình cũng có thể canh được đấy, rất dễ ha. Đây xong hai khung đó, sáu cái khung này là y rang rồi nha. Tiếp tục các bạn, tiếp tục mình nhìn thấy ở bên dưới này khung hình, trên này khung hình, còn đây là nguyên cái đoạn test. Đó, vậy thầy sẽ xử lý là hai anh này nè, hai anh này là xích lên tới đây, thấy chưa? Đây qua đây là khung test thì các bạn sẽ thu nó lại ha. Hai này vậy là hơi lớn rồi, xuống chút ha. Hai này thu lại tới đây đi. Rồi phóng lớn theo chiều ngang. Đó. Xóa đi các bạn, vậy là xong. Rồi anh này thấp xuống một chút ha. Rồi nó có khoảng trắng đó. Rồi tiếp tục các bạn. Những cái khung này là khung test rồi, khung test nó liền lạc với nhau. Vậy lúc này các bạn sẽ xóa hết cái này đi. Nha, các bạn lấy cái này các bạn phóng lớn xuống. Đó, nó có cái lề bên dưới đây nè. Mỗi cột là một cái khung test đó. Đây là cái khung test, đây là khung hình. Vậy thì nhấn Ctrl D, thầy chèn hình đỡ vô coi thử ha. Chèn đỡ thôi nha. Có mấy hình chèn hoài các bạn. Ở đây hình chất lượng cao cho nên nó lót hơi chậm một chút. Rồi, các bạn cứ lít vô thôi. Nha, hình này các bạn ví dụ thích nằm đây, lít vô. Lít vô đó, hình này không thích thì nhấn F kép bỏ nè, hình này thích thì lít vô đó, lít vô ha, bỏ nè, F kép nè, lít vô nè, lít vô, thiếu hình rồi Ctrl D chèn tiếp nha. Rồi dư thì nhấn F kép bỏ, quét chọn hết nè các bạn, đó là Object Fitting. Object Fitting. Đó. Rồi, dĩ nhiên cái nào chưa đẹp thì các bạn sẽ chọn, ví dụ đây nè, đại diện cho cái hình này là chưa đẹp nè. Các bạn click vô giữa nè, các bạn giữ Shift nghỉ xuống. Shift cho nó di chuyển thẳng hàng các bạn. Đó, rồi coi cái nào chưa đẹp nữa mình chỉnh tiếp. Và tiếp tục là mình sẽ chọn cho thầy là View Remote Recension. Để các bạn kiểm tra. Nếu mà nó dư mấy cái đường viền á là các bạn bỏ đi. Dĩ nhiên là dư rồi ha. Đây đường viền màu đen không cần thiết, nhấn F kép. Đó, bây giờ mình quét chọn hết rồi mình bỏ cái đường viền vậy là xong. Được các bạn. Đó, tương tự cho trang bên đây. Nha, vậy các bạn sẽ tự tìm hình ảnh theo chủ đề mà các bạn thích. Sau đó các bạn tiến hành các bạn thiết kế giống như kiểu trình bày này nha.
À, có sáng tạo thì các bạn có thể làm thêm một hai trang sáng tạo thầy coi thử nha. Còn kiểu trình bày này các bạn giữ cho thầy 4 trang. À, văn bản các bạn cũng tự tìm luôn. Còn xuyên thì gõ cũng không sao.